cuối cùng cũng kết thúc. Tôi là người duy nhất còn lại trong thị trấn này. Đến lúc đi rồi. Tiểu Phàm chậm rãi bước chân. Hắn vẫn chưa quyết định đi đâu. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đi nhầm cũng không sao, chỉ là dành thêm thời gian thôi. Và thứ anh ấy cần nhất là thời gian. Tiểu Phàm xuyên qua đến thế giới này đã 20 năm rồi. Vốn tưởng rằng dựa vào ký ức kiếp trước của mình, bạn có thể hòa thuận ở đây, nổi tiếng. Nhưng rất nhanh Tiểu vừa phát hiện anh ta sai rồi. Trong cái này lấy thực lực làm chứng tu tiên loạn thế. Cuộc sống con người trong đôi mắt Trang chỉ giống như con kiến. Là một người bình thường không có tiên vân, thật không dễ dàng để sống sót. Nhưng may mắn thay, anh ấy đã có một hệ thống. Chức năng duy nhất của hệ thống này là thông qua tập thể dục, tu luyện để kéo dài tuổi thọ. Linh cư chủ đánh quyền, một cột hương có được tuổi thọ 4 giờ. Tiểu Phàm lại một lần nữa, lợi ích lớn nhất là tuổi thọ tăng thêm một ngày nữa. Hệ thống này thật vớ vẩn, nếu không, hai tia sáng sẽ va chạm trên bầu trời. Năng lượng khổng lồ sẽ mở rộng toàn bộ thị trấn. Đây là hai vị tu tiên đại lực đang động, sức mạnh giả vô hạn đã cô lập thị trấn ra ngoài. Một năm trôi qua, Tiểu Phàm mỗi ngày đánh đấm chia chân, tuổi thọ tăng hơn 100 năm. Năm năm qua, có khiếu nại trong thị trấn, Tiểu Phàm vì vậy mà chuyển lên núi. 8 năm qua, thị trấn đột nhiên bị phong tỏa, không còn ánh mặt trời, thực vật chết trên diện rộng. Thị trấn mất lương thực, đất biển đầy người và động vật. Tiểu Phàm đang ở trong tầng hầm tối tăm của thị trấn, tìm thấy một cô gái sống sót. Trên mặt đất còn có mấy miếng bánh bao nữa, đây là thức ăn cuối cùng của hắn. Tiểu Phàm mang hắn theo bên người và đưa cho cô ta tất cả thức ăn anh ta có. 10 năm qua, hết thức ăn rồi, cô gái phát hiện Tiểu Phàm không ăn không uống, cũng có thể sống tốt. Vì vậy, đề cập đến sự can đảm, tranh thủ ngủ muốn giết Tiểu Phàm ăn thịt của hắn. Dường như vậy hắn có thể trường sinh. Đáng tiếc lại bị luôn đề phòng hắn Tiểu Phàm giết. Tiểu Phàm tự tay chôn cất cô gái. 20 năm qua, việc đóng cửa thị trấn cuối cùng đã được giải tỏa. Hai vị đại năng kia cũng biến mất. Không ai biết tại sao họ đến. Không ai biết kết cục của họ ra sao. Trong thế giới này, có rất nhiều thứ như thế này. Cái giá phải trả là sự may mắn của vô số người bình thường. Tiểu Phàm nhìn xa trông rộng, hắn vẫn chưa quyết định đi đâu. Nhưng anh ấy biết đã đến lúc phải đi rồi, bởi vì thị trấn này không còn ai nữa. Tiểu Phàm đi ngang qua một ngôi làng, vừa kịp lúc một tiểu tông môn đang nhận đồ, đã đăng ký đầy nhiệt huyết, bởi vì anh ấy còn sống. Rất thuận lợi đã được chấp nhận, sau đó mới biết được tông môn này tên là Thanh Vân Môn. Môn nhân còn chưa đến 30 thuật, nhưng cũng vì điều này hiểu được hệ thống tu hành của thế giới này. Luyện khí thọ nguyên có thể đạt 100 tuổi, sơ bộ nắm vững phương pháp thổ nạp. Thổ nạp có thể lên đến 200. Kim đan thọ nguyên có thể lên đến 500, có thể trốn ánh sáng bay. Tuổi thọ nguyên âm có thể lên đến 1000 hoặc âm một chiều, có thể dịch chuyển tức thời. Tuổi thọ của hóa thần có thể lên tới 2000. Yêu cầu tuổi thọ có thể lên đến 5000. Nguyên âm hóa nguyên thần có thể hóa thân bên ngoài. Nguồn sống dưới đáy sông có thể đạt vạn năm. Phân thân và bản thể học hợp thành một. Đại thành thọ nguyên có thể đạt 20000 năm, có thể tự sáng tạo thần thông. Độ kiếp có thể phát triển quy luật trời đất. Bay lên thành tiên, mà tông môn tu 6 cao nhất chính là bọn họ. Sư phụ ở phòng sửa chữa thứ 7, những người còn lại đều là luyện tập mấy kỳ. Bởi vì ít người, cho nên cũng không có sự phân biệt tôn ti nghiêm ngặt. Mọi người nói chuyện cười như anh chị em. 3 năm trong nháy mắt, mỗi ngày luyện công với các sư huynh sư tỷ, của nấu ăn. Tiểu Phàm rất thích cảm giác như ở nhà này, hy vọng cuộc sống này có thể tiếp tục. Nhưng nó không như mong muốn, cổng Thanh Vân và thần cách xa hàng chục dặm, có xung đột. Bên kia lại nửa đêm thám hiểm một con trai đến trộm, nguồn cung cấp cho mùa đông, để xin một lời giải thích. Thanh Vân Môn cùng thần môn nổ ra càng lớn xung đột. Cái giá là Thanh Vân Môn đến nhà xin lỗi, đây chính là nỗi buồn của tiểu tông môn. Cơm, dầu, muối, nước tương, giấm và trà là đủ để áp đảo họ. Thực lực không đủ thì chỉ có thể hạ giọng. Trận này Thanh Vân Môn nguyên khí bị thương nặng, sư phụ bị thương. Đệ tử rời đi tìm lối thoát, đại sư huynh bị thương nặng, chẳng bao lâu nữa đã chết. Tiểu Phàm chôn đại sư huynh rồi, dưới gốc cây táo nơi anh ta thường ngủ. Mọi người đã chết, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Một lần xuống núi trừ yêu, thi hài nhân viên bị yêu quái làm bị thương. Tiểu Phàm chăm sóc tỉ mỉ, thêm vào tông môn chỉ còn lại hắn và Tiểu Phàm. Hai đệ tử ngày đêm ở chung, vẫn bắt đầu thích Tiểu Phàm. Tiểu sư đệ, ngươi xem đám mây đó có giống sư tử không? Tiểu sư đệ, ngươi nói những người tu hành tu 6 cao kia, bạn thường làm gì? Tiểu sư đệ xem ra, ta đời này cũng không thể đột phá luyện khí. Tôi quả nhiên không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tiểu sư đệ tu hành thật nhàm chán. À, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Xuống núi. Sao anh không thấy ở đây chán lắm sao? Tu tiên không 5 tháng, 100 năm.
Vân là người không còn nữa, mái tóc trắng, không có hiện duyên. Cho dù bước lên con đường tu tiên, cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện tập, thưởng thức trăm năm. Không thể sống mãi, Vân Nhiên bắt đầu hối hận vì đã bước lên con đường tu hành. Năm nay anh ấy đã 30 tuổi rồi, tôi đã dành nửa cuộc đời mình ở đây. Không muốn chết cũng chết ở đây. Hắn muốn ra ngoài xem. Cô muốn đi với tôi không? Với sự căng thẳng và nhút nhát, đây là một lời mời, cũng là lời thú nhận thầm lặng. Hắn tưởng tượng hắn và Tiểu Phàm cũng có thể kết hôn sinh con như người bình thường, sống một cuộc sống bận rộn và hạnh phúc. Con đường dài, đại lộ tàn nhẫn. Tiểu Phàm đã quyết tâm bước lên con đường tu tiên. Chỉ có cái chết thôi. Vân Nhiên đi rồi. Trong một ngày đẹp trời, Tiểu Phàm lại biến thành một người. 20 năm trong phòng, Tiểu Phàm đã đến đỉnh cao luyện khí. Dưới núi đột nhiên truyền đến Vân Nhiên thức tỉnh. Anh ấy xuống núi với tâm trạng phấn khích. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một ngôi mộ đơn độc. Cô ấy đang trên đường về nhà để cứu một cô gái bị thương bởi người của thần linh. Vài ngày sau đã chết. Nghe nói anh ấy vẫn cô đơn, vẫn thích mặc quần áo màu đỏ, vẫn xinh đẹp như 20 năm trước. Tiểu Phàm uống từng ly trước mộ. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với chị Vân Nam. Tiểu sư đệ, ngươi xem đám mây kia có giống một con sư tử không? Tiểu sư đệ, ngươi nói những người tu hành tu sáu cao kia đang làm gì trong âm nhạc? Tiểu sư đệ xem ra, cả đời này tôi không thể vượt qua luyện khí nữa. Tôi quả nhiên không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tiểu sư đệ tu hành thật nhàm chán. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ trả thù cho anh. Thượng đế một môn chờ ta. 2 năm sau, Tiểu Phàm đột phá thời kỳ Sugi. 8 năm nữa trôi qua, tông chủ duy nhất của thần môn đã chết rồi. Tiểu Phàm trực tiếp bước lên cửa thần. 30 năm trước các người trộm vật tư của ta giết sư huynh ta. 10 năm trước các người đã thương sư tỷ ta, đến khi chết. Hôm nay ta Tiểu Phàm đến báo thù. Nói dối. Hôm nay ta sẽ cho mày thấy. Cái gì? Người ngoài có người, ngoài trời có chơi. Mặc dù họ rất nhiều, nhưng khoảng cách giữa luyện khí và trợ kích không thể dùng số lượng để đếm. Trận này Trần Nghị Nguyên thanh têu. Đối với một số đệ tử và phụ nữ và trẻ em khác nhau, Tiểu Phàm không có thủ lớn được báo thù, mà là đem tin tức này đưa cho sư huynh và sư tỷ đã chết, rồi trở về Thanh Vân Môn tiếp tục tu hành. 3 năm nữa trôi qua, Thanh Vân Môn sư tôn cuối cùng xuất quan, thành tựu Kim Đan 7. Hai người không có việc gì làm, cùng nhau uống rượu, nghe đối phương kể một câu chuyện về quá khứ. Nhưng không lâu đâu, 3 năm sau, yêu tộc Kim Phàm nhân tộc thường, nhân tộc trang trí đều hướng đến chiến trường tác chiến. Sư tôn cũng một ngày nào đó theo một đám sửa sang rời đi. Trước khi chia tay, Giang Ngọc Bội đại diện cho trưởng môn cho Tiểu Phàm, cửa may mắn sẽ giao cho bạn. Lần này đi cùng bạn không lo lắng. 3 năm nữa trôi qua, tuyết đến muộn, Tiểu Phàm vốn cho rằng đây là một giấc ngủ ngon, nhưng ngày đầu tiên của tháng đầu tiên, nhưng lại nhận được tin sư phụ chết trận ở Trường Thành. Sư phụ, người cứ như vậy chết rồi. Nói đi, tôi thậm chí còn chưa biết tên cô. Đều nói đại lộ tranh phong phải đấu với người, đấu với trời, nhưng cuối cùng lại là không có gì. Ta tu đạo vì trường sinh, nhưng tu đạo không làm cho bạn sống mãi. Sư phụ đi hết con đường, đệ tử tặng bạn một chuyến đi bằng rượu mạnh. Kể từ đó, Tiểu Phàm trở thành trường giang mới của Thanh Vân Môn.